hai làm đâu rồi má? 16 tuổi, chữa quan. Mặt mũi gia đình dòng họ là để đâu con? Con muốn đi kiếm em Lâm. Cha ruột của nó còn không biết nó ở đâu. Kiếm nó về làm gì? Chọc tức ông nội con hả? Con quỷ này nè, mày rơi hai té phải không? Con đừng có như vậy được không? Người chết không sống lại được. Em đâu rồi?